Lời nguyền đập Tam Hiệp đã bắt đầu dậy sóng, tai họa đổ bộ khiến cho người dân Trung Hoa hoang mang. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Góc nhìn phong thủy thế giới ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn các bạn đã biết đến công trình thủy điện đang vang dội khắp thế giới, được Trung Quốc xây dựng là đập Tam Hiệp, công trình xây dựng to tiếng và cũng được điều tiếng nhất. Song hành cùng những lợi ích mà mục tiêu khi xây dựng đập Tam Hiệp thì hệ lụy thảm họa của công trình cũng rơi vào mức không thể kiểm soát. Và một trong những bí ẩn dẫn đến những tai họa của đập Tam Hiệp đến từ phạm vào điều cấm của phong thủy. Vậy thì hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi để xem các chuyên gia phong thủy lý giải như thế nào về những sai lầm phong thủy dẫn đến những tai họa nói trên nhé. Theo các chuyên gia phong thủy học, quy luật to lớn nhất chính là luật tự nhiên, thuận theo tự nhiên mới là đạo sinh tồn của nhân loại. Như vậy, dễ hiểu rằng làm những việc ngược lại tự nhiên thì dù sớm hay muộn, tất sẽ có những hậu quả tai họa thảm khốc khôn lường. Phong thủy luôn được coi là một trong những bộ phận cấu thành nên văn hóa truyền thống Á Đông và khá phổ biến trong dân gian. Người xưa nói, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, tứ âm đức ngũ độc thư, nghĩa là thứ nhất là mệnh, thứ nhì là vận, thứ ba là phong thủy, thứ tư là tích âm công và thứ năm là đọc sách. Hai cái đầu là thiên định, ba cái sau là con người tạo ra. Phong thủy đã từng hòa vào đời sống xã hội, trở thành bộ phận quan trọng trong đời sống của dân gian. Từ đế vương, quan tướng đến bách tính thường dân, từ hoàng cung điền viện đến ngõ ngoài đường phố, dường như ai ai cũng có mối quan hệ với phong thủy. Bất kể là lựa chọn địa điểm, bố cục thủ đô, thiết kế xây dựng thành phố hay là tìm vị trí, lấy hướng âm trạch, dương trạch hoặc bày biện đồ gia dụng, tất cả đều cần tìm người xem phong thủy, tính vận trình để có thể thuận theo thiên nhân hợp nhất, tránh hung đón lành. Đặc biệt, bước vào thời vận cuối năm Kỷ Hợi 2019 và bước sang năm Canh Tý 2020 cho thấy là một khoảng thời gian chú định những khó khăn bất thường. Đặc biệt là cuộc đại dịch viêm phổi Vũ Hán ngay thời điểm mở đầu đã khiến cho thế giới đều nhận thức được sự siêu thường của Made in China. Người Hồ Bắc phải lưu lạc ngay trên chính quốc gia của mình. Từ Hồ Bắc đã trở thành một trong những danh từ được tìm kiếm nhiều nhất trên thế giới. Tai họa năm nay dường như nhất định nhằm vào Hồ Bắc. Có nhiều người cho rằng sự thay đổi bất thường này chính là sự không may mắn của thế giới biến đổi. Cũng có người lại nói rằng Hồ Bắc đang vướng phải thời vận gánh chịu hậu quả từ việc xây dựng đập Tam Hiệp, phạm phải nhiều lời nguyền kiêng kỵ, mà lớn nhất là việc phạm phải long mạch dẫn đến việc chấn yểm. Việc xây dựng tại đây là một tai họa. Vậy, thực hư câu chuyện mọi người truyền tụng nhau như vậy có đúng hay không? Hãy cùng nghe các chuyên gia phong thủy nói gì về điều này nhé! Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bí mật phong thủy từ khi xây dựng đập Tam Hiệp cùng những lời cảnh báo của chuyên gia phong thủy về đập Tam Hiệp. Như chúng ta đã biết, ngay từ thời gian chuẩn bị kế hoạch xây dựng công trình Tam Hiệp, rất nhiều phong thủy sư và kiến trúc sư có chuyên môn đều cho rằng không nên xây đập thủy điện Tam Hiệp. Rất nhiều người nhận thấy rằng căn cứ vào cách tư duy của Đảng Cộng sản Trung Quốc xưa nay luôn dùng sai lầm lớn hơn để che giấu sai lầm trước đó. Năm nay, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận thiết kế đập thủy điện Tam Hiệp có vấn đề. Nhiều người cho rằng đây chính là giai đoạn bước đệm để phá hủy Tam Hiệp hoặc Tam Hiệp sắp bị sụp đổ. Rất nhiều người nhận thấy rằng căn cứ vào cách tư duy của Đảng Cộng sản Trung Quốc xưa nay luôn dùng sai lầm lớn hơn để che giấu sai lầm trước đó. Năm nay, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thừa nhận thiết kế đập thủy điện Tam Hiệp có vấn đề. Nhiều người cho rằng đây chính là giai đoạn bước đệm để phá hủy Tam Hiệp hoặc Tam Hiệp sắp bị sụp đổ. Cũng thật là trùng hợp, một bậc thầy phong thủy Hồng Kông dự đoán tháng 5, tháng 6 năm nay, vùng Tây Nam Trung Quốc sẽ có động đất vượt quá cấp
8,3 độ Richter hoặc là còn lớn hơn nữa. Rung động trực tiếp sẽ gây nguy hại đến đập thủy điện Tam Hiệp, khiến cho nó bị vỡ và sụp đổ, sẽ tạo thành lũ lụt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến một diện tích rất lớn ở Trung Quốc. Đại phong thủy sư này còn nói, năm nay Trung Quốc còn xảy ra mất mùa nghiêm trọng, rất nhiều người chết. Ở đây cần cảnh tỉnh rằng, một khi đập Tam Hiệp vỡ, toàn bộ vùng hạ du dưới đập Tam Hiệp đều sẽ chịu tai ương. Mà khu vực bao gồm của nó vừa vặn chính là lưu vực sông Tần Hoài, bao gồm các thành phố lớn nhỏ ở Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô và Thượng Hải. Cư dân dọc theo tuyến này lên đến mấy trăm triệu người, có thể nói là tai họa có tính hủy diệt đối với dân tộc Trung Hoa. Đập Tam Hiệp chịu hậu quả của sự xâm phạm lớn đến Long Mạch, biến chúng trở thành nguy cơ của cả đất nước Trung Hoa. Long Mạch là cội nguồn cho một cuộc sống an bình, hạnh phúc. Nếu vô tình hủy đi thì sẽ phải tiến hành hàn Long Mạch ngay, nếu không muốn cả gia đình suy vong. Theo các chuyên gia phong thủy, khi chọn một địa điểm tốt để xây nhà, chúng ta phải xem mạch của đất. Đây là việc làm vô cùng cần thiết, bởi trong đất có khí và nước, hai yếu tố then chốt ảnh hưởng đến cuộc sống con người và vạn vật. Có những nơi cả địa khí và mạch nước đều rất độc, có thể khiến cho sức khỏe người sống ở đây hao kiệt, dễ mắc các loại bệnh tật và vong mạng. Vậy, khi lựa chọn một công trình lớn, ta phải chọn một địa điểm tốt, mà tốt nhất là chọn đúng Long Mạch. Nhiều gia đình, dòng tộc đã an cư trên Long Mạch mà không hề biết, vì một lý do nào đó đã hủy đi Long Mạch, dẫn tới gia tộc suy vong. Nghĩa gốc của từ mạch đó là huyết quản, là nơi để máu trong cơ thể lưu thông. Trong phong thủy, Long Mạch chính là mạch của đất, là nơi có địa mạch mạnh mẽ, uyển chuyển, thoát ẩn, thoát hiện như rồng. Các địa mạch này dẫn theo khí và nước là yếu tố then chốt của thuật phong thủy. Long mạch đi ngang qua nơi nào thì dẫn khí và nước đến nơi ấy, làm cho phong thủy khu vực đó trở nên cực tốt, cuộc sống người dân nơi này luôn an bình, thịnh vượng. Bàn về long mạch thì ta cần phân biệt được mạch chính và mạch nhánh. Mạch chính còn được gọi là chân long. Nếu nằm ở nơi có nhiều núi đồi hộ vệ thì gia chủ càng giàu có vì nó giữ được long khí. Cho nên, khi đã tìm ra long mạch rồi, cần phải quan tâm tới các yếu tố hộ vệ gồm có bốn mặt: Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ. Long mạch không phải lúc nào cũng tốt. Một long mạch tốt phải phát huy được thế uyển chuyển vốn có của dòng, lên xuống trùng trùng như chim sa cá lặn. Một long mạch thô thiển, cứng rắn, cồng kềnh, uể oải thì đó là hung mạch cần tuyệt đối phải tránh. Đã có nhiều câu chuyện về tai họa ập đến khi mà động đến long mạch. Có một ngôi làng chỉ trong một năm đã xảy ra liên tiếp 3 đến 4 vụ cháy rất kỳ quặc. Thế là già làng phải mời một thầy phong thủy đến xem mạch. Sau một thời gian khảo đất, thầy phong thủy phát hiện ra một rãnh thoát nước từ giữa xóm ra cánh đồng mới đào, nhưng lại quá sâu. Thầy bảo rằng long mạch bên dưới ngôi làng đã bị đứt, cần phải làm lễ cúng bái và lấp rãnh nước lại ngay. Thầy gọi đó là hàn long mạch. Kể từ đó, ngôi làng trở lại với yên bình. Các nhà phong thủy học cho rằng đập Tam Hiệp là một ví dụ như vậy. Sau khi khảo sát lại thông tin từ hàng ngàn trận lụt xưa và nay, đã phát hiện ra rằng long mạch chính là những kênh tiêu nước rất tốt. Bởi vì con người bằng những hành vi như phá rừng, khai thác đất đá, khoáng sản, đào xới vô tội vạ vào lòng đất đã xâm hại đến long mạch, thậm chí là làm đứt long mạch, gây ra tai họa triền miên, ảnh hưởng đến cuộc sống của người mà khó có cách nào có thể hóa giải được. Đập thủy điện Tam Hiệp còn ký sinh trùng trên thân con rồng khổng lồ Trường Giang. Long mạch của đất nước Trung Hoa bắt nguồn từ Côn Luân Sơn và có thể chia thành ba đại long mạch. Thượng long mạch luồn dọc theo chữ A Nhĩ Kim Sơn, sau đó là Kỳ Liên Sơn, kế là ôm dòng Hoàng Hà đổ ra biển, còn gọi là Bắc Long Mạch. Trung Long Mạch luồn theo ba nhan khách Lạp Sơn và Á Ni Mã Khanh Sơn, sau đó băng đến Tần Lĩnh rồi luồn dòng Hoàng Hà đổ ra biển.
Hạ Long Mạch luồn dọc theo ba nhan khách Lạp Sơn, sau đó là Đại Tuyết Sơn, rồi men theo dòng Trường Giang đổ ra biển, còn gọi là Nam Long Mạch. Trong tiểu thuyết của Thiên Hạ Bá Sướng, Nam Long Mạch xuất từ núi Nga Mi thuộc Đại Tuyết Sơn, rồi đá lên tận Long Mạch Mãn Châu Quốc và Triều Tiên. Vì không có chứng cứ về địa lý và hướng đi, nên Thiên Hạ Bá Sướng chỉ đưa ra một câu chung chung kiểu Nam Long ẩn ẩn hiện hiện, Long Vĩ đến tận Triều Tiên Nhật Bản, không nhìn rõ Long Mạch. Theo phong thủy học, Trường Giang là Long Mạch của Trung Quốc, từ đầu nguồn cho đến cửa biển, giống như từ đuôi đến đầu của một con rồng khổng lồ. Đập Tam Hiệp chính là một bức tường đá đè lên thân rồng, khiến cho phong thủy tốt lưu động tuần hoàn tự nhiên biến thành một đập nước chết. Điều đó khiến cho vùng Trường Giang vốn kinh tế phát triển sôi động, nay đã biến thành vùng tai họa, càng ngày càng xuất hiện nhiều thảm cảnh thiên tai dịch bệnh như ngày nay. Có người đã nói ví von rằng, nếu nói Trường Giang là một con rồng thì đập thủy điện Tam Hiệp là một con ký sinh trùng sống nhờ hút dinh dưỡng trên thân rồng. Đập Tam Hiệp đem lại tai họa, điều này đã được Hoàng Vạn Lý tiên tri cảnh báo. Tới nay, 11 điều đều đã ứng nghiệm. Vùng châu thổ Trường Giang vốn trù phú, hiện nay xem đà đã gần cạn khô. Thiên thời địa lợi nhân hòa, hay là dưới góc độ phong thủy mà nói, thì đập Tam Hiệp đã áp chế Long Mạch Trung Quốc quá lâu. Còn dưới góc độ khoa học tự nhiên mà nói, tai họa tự nhiên do đập Tam Hiệp đem lại quá nhiều. Hoặc dưới góc độ nhân tâm mà nói, đập Tam Hiệp hoàn toàn là con ký sinh trùng hút máu gây họa hại cho người Trung Quốc. Cộng thêm khả năng động đất mà dự ngôn nói đến thì thật là khủng khiếp. Quan trọng hơn là các cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, công trình Tam Hiệp có vấn đề là sự chuẩn bị để đổ trách nhiệm cho người khác cũng giống như chiêu bài. Mọi người đều nói thì đúng cũng thành sai, sai thành đúng. Vậy nên, đập Tam Hiệp vỡ chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tư tưởng nhân định thắng thiên chỉ là si tâm vọng tưởng của thuyết vô thần do Đảng Cộng sản Trung Quốc tuyên truyền. Người dân Trung Quốc cần phải đòi lại non xanh nước biếc của dân tộc Trung Hoa, người Trung Quốc phải tự cứu lấy mình. Khi đập Tam Hiệp chuẩn bị cho quá trình xây dựng, nhiều chuyên gia đã nói rằng họa hại khó lường. Tuy nhiên, mặc cho những lời khuyên cản của nhiều nhà khoa học và các chuyên gia phong thủy học, nó vẫn được hoàn thành. Và kết quả là lời tiên tri phá vỡ Long Mạch, phá nát đất nước Trung Hoa năm xưa đã trở thành sự thật. Những tai họa liên tiếp giờ là lúc Trung Quốc đang phải đối mặt với những hệ lụy khôn lường của công trình đập Tam Hiệp đầy tham vọng này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy thông tin này hay, hãy like video để ủng hộ kênh. Để theo dõi thêm những thông tin hay nhất về những bí mật phong thủy thú vị ẩn chứa bên trong câu chuyện đập Tam Hiệp, quý vị và các bạn hãy bấm vào biểu tượng chuông ở góc bên phải để nhận được những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị và các bạn luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống.